trời sáng giờ đói thế nhỉ. Ước gì có cái gì bỏ bụng giờ. Này, thời tiết này mà có hai cái đùi gà nhỉ, xong tấm tương ớt nhỉ, thêm nước chấm nhỉ, ngon phải biết. À, đấy chỉ là ước thôi. Còn bây giờ á, muốn có ăn á thì phải đi làm, đi tìm. Sao? Cái gì này? Ui, cái vỏ trứng ấy mà. Ôi chị Hồng Khoai ơi, không phải vỏ trứng đâu. Quả trứng thật này. Sao lại quả trứng thật mà lại ở giữa đường như này? Đây là trứng gì nhỉ? Hay là trứng chim? Con chim trên trời nó đẻ xuống à? Không có đâu, ở ngoài ruộng chỉ có trứng ngan, trứng ngỗng thôi. À em nhớ rồi chị Khoai ơi. Làm ở đằng sao? kia nó có một cái trang trại. Trang trại đà điểu. Đà điểu á? Đúng rồi, hay là trứng đà điểu nhỉ? Vậy thì ở đây có một quả, chắc chắn là ở quanh đây còn nhiều quả khác nữa. Chị em mình đi tìm xem đi. Đi bữa no đây đi. Ôi này, chuối ơi, lại đây. Đây có tiếp này à? Đây tiếp rồi. Ui. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là chắc ui, chắn ở đây còn nhiều quả nữa. Ôi chị Khoai ơi, mơ tổ luôn. Wow, sao nhiều thế nhở? Để chị. Không, để em. Không, để chị. Em chứ tổ này em tìm thấy mà không. Rồi, phải để em cầm. Chị với em ai cầm chả giống ngay. Chị ơi, thôi đi nhanh đi, không còn đà điểu nó quay lại. Bây giờ nó đuổi hai chị em. Chết đi. Nhở? Đi. Ui. Chứa ơi, hình như chị nghe thì có tiếng con gì kêu to lắm, chứa lắm. Ôi nhỉ, em cũng nghe thấy tiếng con gì ấy nhỉ. Ôi chị Khoai ơi, con đà điểu đang ở chỗ bên kia. Chạy thôi. Chạy đi. Run. Ôi trời ơi, dừng lại đi, chị không thể chạy được nữa đâu, mệt quá. Đà điểu, cứ tin mạng, cứ tin mạng. Đừng, tôi xin bạn. Chúng tôi đã chứng minh cho bạn. Cùng luôn ý. Sao không đi chơi với đà điểu? Ôi chị Khoai ơi, làm sao? Hình như ở đằng kia có con khủng long đang đẻ trứng chị ạ. Chưa ăn trứng khủng long. Chạy đi ăn trộm đi. Không, chị không lấy nữa đâu, chị không lấy cái gì nữa đâu. Đi ăn trộm mà chạy, không có sức mà chạy đâu. Chị không đi thì em đi. Ui, sao em bảo em sợ mà? Em sợ đà điểu chứ em có sợ khủng long đâu mà sợ. Nhưng mà em gian thế nhỉ? Thôi, cứ ở đây chờ chiến thắng của em. Đi cẩn thận đấy. Ôi giời, con chết nhỉ? Đi cẩn thận đấy. Chị đứng đây, có gì chị nói to cho mà nghe. Ok. Chuối ơi, cẩn thận đây. Em biết rồi, chị nói bé thôi, không con khủng long không nghe thấy đây. Sao rồi, cô lấy được cái gì không?
Lần này em rút kinh nghiệm rồi. Lần này em rút kinh nghiệm rồi. Em không dám lấy hết của con khủng long nữa chị ạ. Em chỉ lấy hai quả thôi. Con khủng long nó không biết. Nó mới không đuổi cho em. Anh chỉ thấy em khôn không? Đây, khủng long đây này. Đây chính xác là khủng long. Đây là có các cái đường như kiểu nó nứt đấy nhở. Như kiểu nó nó sắp nở ấy chị nhở. Nở ra ấy. Rồi. Em biết là quả trứng này có ăn được không nhở? Nhưng mà nếu mà không ăn được thì chắc ở trong đây sẽ có những cái chú khủng long nhỏ nhỏ đấy chị ạ. Chị nghĩ là có những chú khủng long nhỏ bởi vì quả trứng nó dạn nứt, nó sắp thành con rồi ấy. Chị em mở ra đi. Mở ra xem, mở quả của em trước đi. Ok, để em mở quả của em trước xem. Các bạn ơi, có khủng long thật này các quả bạn ơi. Quả khủng long nhỏ này. Ui, đã có thành chân rồi này. Chân trước, chân sau đây này. Đây là cái gì nhỉ? Đây giống như là cái mang ý. Đây là cái mang của nó, đúng rồi. Cái đầu của nó đây chị này. Đây là cái đuôi của nó. Đây, cái đuôi đây. Để chị lắp vào cho. Ui. Rồi. Nó có hàm răng này, sắc nhọn chưa này các bạn ơi. Cái vảy của nó cứ như là vảy rồng ấy nhở. Thôi chị ơi, em nóng lòng quá, chị mở nốt quả kia đi. Để em cầm cho xem. Đây nha các bạn nha. Đây là quả trứng màu xanh dương nhá. Tôi sẽ mở ra này. Wow. Con này nó còn có cả hai dãy vây cơ. Ui, cái mồm nó đã mở ra đây rồi này các bạn ơi. Như con này là khủng long bạo chúa. Đúng rồi, khủng long bạo chúa đấy chị Khoai ạ. Thế nên là nó mới có hai hàng vảy này. Đuôi của nó có vảy màu xanh luôn. Ui, đây là hai cái chân trước. Đấy, nó kêu tách một cái là được rồi. Đấy, đẹp chưa? Hai bạn khủng long lớn thế này đẹp không? Vậy là từ nay chúng mình sẽ có thêm hai bạn khủng long nữa để nuôi. Em với chị sẽ nuôi các bạn ấy, dạy các bạn ấy thành những chú khủng long thật là tốt bụng và thật là vui vẻ hoạt bát. Nhờ chị Khoai nhờ. Đúng rồi. Và video của hai chị em chúng tôi đến đây là kết thúc các bạn ạ. Xin gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, bye.